và các bạn, mùa xuân tươi đẹp đã về. Trong không khí rộn rã của những ngày xuân mới, tiếng đàn, lời ca là món quà tinh thần ý nghĩa mà mọi người dành cho nhau. Đặc biệt, đối với những người đam mê bộ môn đờn ca tài tử, thì các tiết mục do họ biểu diễn thể hiện được tấm lòng của họ dành cho bộ môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc và dành cho tất cả mọi người. Hình thành cách đây hơn một thế kỷ, đờn ca tài tử được duy trì và phát triển theo thời gian. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước. Và cứ thế, mỗi nơi có những câu lạc bộ sinh hoạt với tinh thần học hỏi, xây dựng và cùng phát triển. Sinh hoạt đờn ca tài tử là một hoạt động ý nghĩa, mà ở đó mỗi thành viên là người biểu diễn và cũng là khán giả. Họ đến với nhau bằng tinh thần ham học hỏi, cùng trao gửi tiếng đàn, lời ca, thỏa mãn niềm đam mê của mình. Đồng thời qua đó, cùng chung tay xây dựng phong trào đờn ca tài tử tại địa phương ngày càng phát triển. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử Phương Linh. Thì tôi thì cũng từ dưới quê Bạc Liêu. Đi lên đây thì từ năm 2008 mà thành lập câu lạc bộ từ năm 2014. Đến nay thì nói chung ra thì thành viên cũng đông. Mà mình cũng tạo được cái sân chơi để cho anh em trong thành viên câu lạc bộ với lại là cho con tôi nó cũng gia nhập vô đây thì tôi thấy tôi cũng rất là mừng, cũng rất là hạnh phúc. Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phương Linh thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đồng Phú là nơi mà các thành viên có chung niềm đam mê đờn ca và ham học hỏi. Đều đặn chiều chủ nhật hàng tuần, bắt đầu lúc 13 giờ tại khuôn viên gia đình ông bà Võ Văn Liêu và Võ Thu Nhịn lại vang lên tiếng đờn lời ca của các thành viên. Thank you.
Những bài ca về quê hương đất nước, về mùa xuân được các thành viên trong câu lạc bộ sáng tác và thể hiện là những món quà đáng quý. Đó là tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc, là niềm mong ước duy trì và phát triển bộ môn nghệ thuật này. Từ cái máu mà đam mê đờn ca tài tử, đó là mình tới mình chơi chung với cái câu lạc bộ đờn ca tài tử của huyện Đồng Phú này. Mỗi khi đi dự liên hoan, hay xài những cái bài ca cũ của những tác giả cũ, nó thành ra hay có vấn đề trùng lắp. Mình mới nảy sinh ra là để sáng tác ra những một số bài ca để cho anh chị em tới dự liên hoan. Đó là cũng là thỏa cái máu đam mê của mình, cũng là món quà để tặng cho là những tài tử ca của câu lạc bộ mình và bà con là ở đam mê bộ môn. Mỗi người có một vai trò khác nhau trên tinh thần tự nguyện và bằng sự đam mê, trách nhiệm của mình. Người quản lý điều hành, người sáng tác, người đờn, người ca, họ cùng chung tay xây dựng câu lạc bộ ngày càng thêm vững mạnh. Cũng chính vì thế mà cá nhân mỗi người và tập thể câu lạc bộ đã đạt được những thành quả nhất định, đặc biệt trong các đợt liên hoan đờn ca tài tử tại địa phương. Tôi là một thành viên trẻ của câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Đồng Phú. Tôi được sinh ra tại Minh Đất Bạc Liêu nhưng lớn lên ở Bình Phước và được ba mẹ truyền dạy cho tôi về bộ môn đờn ca tài tử và từ đó đã thấm sâu vào trong máu của tôi. Và tôi không ngừng trau dồi học hỏi và cũng đem về một thành tích nhất định để phục vụ cho văn hóa văn nghệ của địa phương. Tôi là một người đến từ quê hương Quảng Ngãi. Thật ra là có cái niềm đam mê với cái bộ môn này. Cũng hân hạnh là một cái người nhỏ tuổi nhất trong cái đơn vị câu lạc bộ của huyện Đồng Phú mình. Thì nơi đây là đã bổ sung cho mình rất là nhiều kiến thức về cái bộ môn đờn ca tài tử này, cũng như là được cô chú dẫn dắt và tham dự nhiều cái liên quan ở tỉnh, ở huyện, huyện Hớn Quản, Đồng Phú, cũng có được nhiều thành tích. Nói chung là môi trường này rất là hạnh phúc. Mỗi khi mà có cái dịp mà để về được tới cái đơn vị của mình, nó giống như là một mái nhà rất là gần gũi. Các bạn trẻ đến với bộ môn đờn ca tài tử là một tín hiệu vui để thấy rằng đờn ca tài tử ngày càng có nhiều đối tượng trẻ yêu thích và tham gia. Nhân dịp các đến xuân về thì tôi cũng chúc cho là các thành viên của câu lạc bộ của tôi hát thật hay, đàn thật giỏi và để tạo được cái sân chơi cho anh em trong câu lạc bộ, để chúc sức khỏe mọi người được bình an, hạnh phúc. Nhân dịp Tết đến xuân về thì xin tất cả cô chú anh chị hãy tiếp lửa thêm cho cái bộ môn đờn ca tài tử này, cũng như là chúng tôi sẽ đem lời ca tiếng hát của mình để mà đem cho cái cuộc đời nó cảm thấy nó tươi mới hơn, nó hạnh phúc hơn. Những lời ca tiếng hát của các cô chú đến từ câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Đồng Phú là một món quà tinh thần năm mới dành tặng đến cho tất cả mọi người, và xin được kính chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới, năm 2022 đầy vui vẻ và hạnh phúc. Mùa xuân mới lại về, tiếng đờn, lời ca vang lên là cung đàn mùa xuân mang niềm vui đến cho cuộc sống. Trong tiếng đờn, lời ca đó, chứa đựng niềm mong ước của mỗi thành viên. Mong ước bao điều may mắn đến với mọi người. Mong ước bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử sẽ phát triển và duy trì qua các thế hệ sau.